Vâng, sau đây em mới về được hai con bao tích hợp âm ly Luckman 5L15, và hiện tại em đang gắn ở chế độ âm ly nên là các bác sẽ gắn vào có được đường AUX này. Đấy, con này nó tùy nữa. Thứ nhất là các bác có thể chơi nó như một âm ly, kiểu như nghiêm như một âm ly đèn gọi là chuyên nghiệp luôn. Và nếu các bác chơi đẩy thì mình kén vào đường bao thì khi đó cái volume này cũng không tác dụng nha. Đấy, còn khi mà sử dụng nó như một cái âm ly đèn. Đây, con này chạy mạch class A. Đấy, nên là phía trên nó thông thoáng, nó rất là nóng nha các bác. Nó nóng ở nhiệt độ nhất định đặc trưng của class A, và khi đó nó mới hay các bác. Tiếng class A rất là ngọt ngào. Và đặc biệt của Luckman thì các bác sẽ nghe được cái chất âm nó khá là tĩnh và nó nhẹ nhàng và ấm gọn gàng. Gip với Rue này các bác, đang mời các bác cùng nghe điện 100V nha. Chờ em nói nhảy rồi ly rồi nó mới sáng các bác, đặc trưng của dòng này rồi nha. Em còn một con nha các bác, hai con về đẹp quá như mới luôn. Và còn một con em bán lẻ là 11.500.000. Em nói với các bác nào mình chơi mua lóc lấy hai con thì em tính 11, còn lấy lẻ thì giờ nó còn con các bác. Đấy, đường AX1 rồi nha. Rồi. Cầu loa cái con này nó hay các bác, nó các bác chỉ phải cắm mỏ chim nha, cắm mỏ chim mình vặn cái volume này ra này, nó rộng là mình chọt cho mình vặn chặt lại là nó dính luôn hai cái cứ ngóc luôn. Đấy, đường bao là mình cắm vào đường main in này. Bao, còn để giờ sử dụng như âm ly thì em kém vào đường AUX. Con này tiện, nó chơi được hai chế độ luôn, các bác nghe analog hoặc là nghe thuần thì mình nghe như vậy luôn, không cần qua rề, rất là hay. Tại vì phần rề tích hợp trong con này nó sử dụng kiểu là như âm ly và thứ hai là như bao, nên là nó tích hợp bộ rề rất là tốt rồi, nó chuẩn rồi. Tuổi ngàn vừa tròn đôi ta, Ngọt. còn tôi vừa lên đôi chín, hai gia Em còn một đình con nha các bác, bác còn lấy alo em nhờ, hai con đều gần như mới luôn ấy. nàng yêu hóa tín tôi chùa. Mới tình rồi. Nên suốt ngày chẳng thích gặp rất là ngọt ngào nhẹ nhàng, trưng bày rất đẹp luôn á. Theo em, các bác mà chơi những dòng loa cổ Mỹ Nhật, loa châu Âu mà thích sự ngọt ngào lúc ban thì lấy em này về chơi. Nó tiện không? Thích chơi kiểu âm ly, nghi âm ly thuần khiết class A thì mình nghi như thế này em đang test các bác. Còn thích làm bao ấy, khi các bác thích làm cho nó làm đẩy thì mình kém vào đường đẩy, vậy là xem. Rất là tiện và có hai đồng hồ vô nữa các bác. Trưng bày trong phòng khách là phải gọi là tuyệt vời nha.